Xin chào tất cả anh chị nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một cái dòng đèn năng lượng mặt trời hết sức là đặc biệt, mà cũng trong thời gian qua là rất nhiều người đã hỏi em rằng là không biết là cái dòng đèn nào nó phù hợp lắp vào trong nhà không. Thế thì hôm nay trên tay em đây là một cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời chuyên dùng để lắp vào trong nhà. Thế thì không để mất thời gian của anh chị nữa thì em sẽ mở hộp luôn để cho mọi người xem là cái đèn này nó có những cái gì nhé, và trông như thế nào. Đầu tiên là khi mà mở ra ấy, thì ta sẽ thấy là có một cái lớp xốp để bảo vệ đèn, thì thông thường cái đèn ấy khi mà vận chuyển ấy, thì mình cần bảo vệ chắc chắn như vậy thì nó mới đảm bảo an toàn được. Và ngay sau đó là sẽ đến một cây đèn, cái đây là cái đèn năng lượng mặt trời chuyên để sử dụng trong nhà các anh chị nhé. Là sau khi mà mình mua về mình có thể lắp đặt, mình sẽ ốp trực tiếp lên trần này đấy. Và cái đèn này nó sẽ kèm theo một cái điều khiển nó với 3 chế độ sáng, thì lát nữa em sẽ test và sẽ thử cho mọi người xem. Em sẽ để cái đèn này qua một bên nhé. Tiếp tục mở hộp này, bên dưới thì lại một cái lớp hút xốp nữa này để bảo vệ đèn này. Sau đó thì sẽ có hai cái tờ giấy, một tờ hướng dẫn lắp đặt và một tờ nữa là bảo hành. Cái tờ giấy bảo hành này thì của cái hãng đèn này thì sẽ bảo hành là 24 tháng, tức là 2 năm nhé, bảo hành 2 năm cho anh chị nên hoàn toàn yên tâm mà khi sử dụng cái sản phẩm này. Và tiếp theo đó nó sẽ là một cái tấm pin năng lượng mặt trời, thì cái tấm pin này có kích thước là 50cm x 35 đấy. Và đằng sau thì nó sẽ có một cái sợi dây để kết nối giữa tấm pin và đèn. Và cái đèn này có đặc biệt là cái sợi dây nó là màu trắng, bởi vì là trong nhà của anh chị ấy, thì thông thường nó sẽ là cái tường màu sơn màu trắng, nên là khi mà làm cái dây màu trắng này thì nó sẽ phù hợp với cái màu sơn trong tường để nó sẽ thẩm mỹ và nó sẽ đẹp hơn. Và trong cái đèn này nó cũng giống như những đèn khác mà nó đều có muller có vít đầy đủ nhá, và có cả cái giá để mình lắp đặt cái tấm pin này. Tấm pin này thì chắc chắn là mình sẽ vẫn phải lắp mặt ở ngoài, bên ngoài trời nắng này, ngoài mái hiên hoặc chỗ nào mà nó hứng được ánh nắng ấy. Thế còn cái đèn này thì mình sẽ dòng dây vào mình nối, xong mình sẽ lắp vào trong nhà. Đấy thì anh chị sẽ, em bây giờ em sẽ lắp lên và test thử cho mọi người xem cái đèn này nó độ sáng như nào, phù hợp như nào nhé. Đây, anh chị có thể thấy nhá, bây giờ căn phòng rất là tối nhá, em chưa bật đèn lên, và sau đây em sẽ bật thử lên đèn cho mọi người nhá. Đấy, sau khi mọi người nhìn lên này, sau khi bật đèn lên này đấy, thì phòng rất là sáng. Và cái phòng này có diện tích khoảng độ tầm 3-40m2 anh chị ạ. Đấy. Và cái đèn này nó có 3 chế độ sáng nhé. Đây là chế độ màu trắng này, em bật chế độ màu vàng cho mọi người xem này. Đấy, mọi người đã thấy ánh sáng nó chuyển sang màu vàng chưa? Đây là tiếp theo là chế độ màu ánh sáng trắng này. Đấy. Đây là chế độ full công suất này. Đấy, full công suất mọi người nhìn rất là sáng. Một cái đèn này có thể chiếu thoải mái cho một cái căn phòng rộng khoảng từ 3-40m2. Và mình sử dụng là không mất tiền. Và đây em tắt đi cho mọi người xem nhé. Đấy, tắt đi là tối om luôn. Em bật lên này. Đấy, sáng như điện bình thường luôn mọi người ạ. Nên cái đèn này nó rất phù hợp cho việc mà lắp vào trong nhà nhé. À, xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi video của em nhé. Em xin tạm dừng cái video ở đây. Và nếu anh chị nào có quan tâm và muốn sử dụng sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Xin cảm ơn mọi người.